Thưa quý vị, Nghị quyết Đại hội lần thứ 13 của Đảng tiếp tục xác định công tác giảm nghèo bền vững là chủ trương lớn, nhất quán, xuyên suốt trong quá trình thực hiện công tác đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước. Là một trong số các địa phương có tốc độ giảm nghèo nhanh bền vững, nửa nhiệm kỳ qua, trong bối cảnh khó khăn chung, thành phố Đà Nẵng vẫn rất quan tâm ưu tiên nguồn lực cùng với nhiều giải pháp để giảm nghèo hiệu quả. Theo Sở Lao động Thương binh và Xã hội, đầu năm 2022, toàn thành phố có trên 8.990 hộ nghèo còn sức lao động, dự kiến đến cuối năm 2023 giảm còn 4.188 hộ. Trong giai đoạn 2021-2023, tổng kinh phí huy động cho chương trình giảm nghèo của thành phố đạt hơn 748,5 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn ngân sách gần 287 tỷ, vốn tín dụng gần 184 tỷ và nguồn vốn huy động từ các tổ chức cộng đồng đạt hơn 277 tỷ đồng. Các cấp các ngành đơn vị chức năng trên địa bàn thành phố đã kịp thời hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo tiếp cận đầy đủ các dịch vụ xã hội cơ bản về y tế, giáo dục, nhà ở, hỗ trợ dạy nghề, tạo việc làm hướng đến thoát nghèo bền vững. Gia đình tôi là có 2 người khuyết tật và một cháu kêu bằng cô thì đang học tại trường chuyên nghiệp Tương Lai. Thì được sự giúp đỡ của đoàn thể ban ngành ủy ban thì tôi có vay của ngân hàng chính sách 30 triệu để mở rộng ra vay vốn. Đợt này là cũng may mắn được ủy ban quan tâm nhiều hơn nên là tôi được hỗ trợ thêm một cái máy hấp dầu nữa, nên cũng rất là mừng để tạo thêm cái gọi là một cái người khuyết tật để vững bước thêm tương lai trong cái nghề nghiệp của tôi để phát triển nhiều hơn nữa. Thời gian qua, Thành ủy Đà Nẵng đã ban hành nghị quyết số 11 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030. Hội đồng Nhân dân thành phố cũng đã thông qua nhiều chính sách hỗ trợ đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo. Ủy ban Nhân dân thành phố đã ban hành các kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2022-2025 và hàng năm để triển khai thực hiện. Đặc biệt, năm 2022 là năm đầu tiên Đà Nẵng thực hiện chuẩn nghèo đa chiều theo nghị quyết 76 của Hội đồng Nhân dân thành phố, với mức thu nhập ở khu vực nông thôn 2 triệu đồng và mức thu nhập ở khu vực thành thị 2.500.000 đồng. Khi áp dụng phương pháp giảm nghèo đa chiều, các buổi đối thoại với hộ nghèo được tổ chức thường xuyên. Đây được xem là kênh tiếp cận trực tiếp để đội ngũ cán bộ cơ sở lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của từng hộ gia đình. Thông qua đó đưa ra các giải pháp hỗ trợ, bám sát thực tiễn, mang tính hiệu quả cao trong công tác giảm nghèo. Khi mà đối thoại hộ nghèo đầu năm thì chúng tôi luôn định hướng, đối thoại với người nghèo là định hướng là bây giờ cái trường hợp hộ đó mình cần hỗ trợ cho họ những cái gì. Ví dụ như là máy may, rồi là ví dụ như vốn và để mà buôn bán nhỏ thì chúng tôi vẫn là cùng với hộ gia đình khảo sát và trên thực tế là về chúng tôi mới tính toán và hỗ trợ theo những cái nguyện vọng của gia đình, và những cái điều đó là phải đáp ứng được cái nghề nghiệp, cái ngành nghề người ta đang làm. Trong quá trình họp ban giảm nghèo thì có ủy ban cũng như là mặt trận đoàn thể cùng phối hợp để mà có những cái các biện pháp để mà hỗ trợ cho các hộ này. Ví dụ như là những hộ mà sửa chữa nhà, mình phải khảo sát thực tế như thế nào cho đảm bảo để cho họ cái sửa chữa đúng người, đúng đối tượng. Xác định công tác giảm nghèo là trụ cột quan trọng trong chính sách an sinh xã hội. Nửa nhiệm kỳ qua, lãnh đạo thành phố cũng thường xuyên quán triệt, chỉ đạo các cấp các ngành đơn vị liên quan tập trung triển khai đồng bộ biện pháp hướng đến mục tiêu giảm nghèo bền vững. Áp lực giảm nghèo của chúng ta càng tăng lên trong cái điều kiện mà nó khó khăn sắp tới nó như thế, thì bây giờ làm như thế nào để mà đạt được cái mục tiêu mỗi năm như thế là giảm 1,5% cái mức hộ nghèo thì cũng rất là nặng nề. Thì tôi cũng đề nghị là với các cách làm đa dạng hóa hình thức khác nhau để mà phục vụ cho công tác giảm nghèo thì đề nghị mặt trận tổ quốc cũng quan tâm, nhất là đổi mới cái cách làm trong công tác giảm nghèo, nhất là câu chuyện là phân tán nguồn lực, rồi kể cả phân tán về mặt đối tượng nữa hiện nay. Giai đoạn 2022-2025, Đà Nẵng phấn đấu giảm hộ nghèo còn sức lao động chuẩn thành phố hàng năm từ 1 đến 1,5%, phấn đấu đến cuối năm 2025 không còn hộ nghèo còn sức lao động theo chuẩn thành phố. Giai đoạn 2026-2030, Đà Nẵng thực hiện mục tiêu giảm nghèo đa chiều bền vững, hỗ trợ và tạo mọi điều kiện cho người nghèo, hộ nghèo tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, nâng cao chất lượng cuộc sống.